chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu outro âm dài la thứ có thể áp dụng cho các bạn có cái âm điệu blue funky một tí, tức là funky cái vang đậm bằng nghe nó giật giật, cũng có thể là áp dụng với nhạc các bài sôi động trẻ trẻ một tí, điều hòa ha. Thì để cho lạ cái bài học này thì mình đánh trên cái đàn này nghe vị thế thai của la thứ, nhưng mà thật ra dây đàn ở đây mình đã hạ xuống một cung, tức là đáng là các dây của bạn là dây đi số 6 dây mi đúng không, mình hạ xuống một cung thành rê. Nói chung là standard tuning, tất cả các dây mình hạ xuống một cung hết để đánh cho nó nghe nó trầm hơn tí ha. Dài là thứ thì cái câu này có thể chia ra làm bốn cái phần nhỏ ha. Thì cái phần đầu tiên á, mình sẽ đánh cho các bạn nghe và các bạn xem thế tài mình tập theo nhé. Đầu tiên các bạn đánh dây la, sau đó bạn đánh nó la cao hơn. Câu như vậy thôi, nó cứ lặp lại 3 lần ha. Mà để cho nghe cái tiếng trầm hơn mình palm mood, tức là mình hơi bịch dày một tí. Nó lại bạn đánh tiếng bình thường, mình bịch lại. Tiếp theo vàng đến ngăn 7, sau đó đến dây buông ngăn 5, ngăn 3. Thì lúc này mình cố ý nhéo nó lên khoảng 1/4 để cái nốt đô ngay chỗ này nó hơi thăng lên một tí để nghe mùi lạ một tí ha. Lại câu đầu vàng. Tiếp theo chúng ta lặp lại cái câu đầu 2 lần. Ha, lặp lại như vậy và câu tiếp theo. Chúng ta có ngăn 7, ngăn 5, ngăn 7. Sau đó bạn tụt xuống dây số 2, ngăn 5, 3, ngăn 5. Và tức là chúng ta có nốt rê nè, đô, la, sau đó tới mi, rê, đô, cuối cùng là la, son, mi. Đấy ha. Rồi, tiếp theo. Phần sau chúng ta sẽ chạy đa phần là blue pentatonic ha. Câu này như thế, chúng ta có la, nốt đô đây đánh 3 lần, rê, rê thăng, mi, nốt đô đúng không ạ. Tiếp theo tương tự vậy, chúng ta có la, đô, la, mi, rê thăng hoặc mi giáng và rê. Tiếp theo lại nha bạn. Ở phần cuối thì chúng ta đánh double stop, tức là bạn chặn hai ngón hai cái nốt một lượt là nghe ngăn 8 của dây 1 dây 2. Các bạn slide lên ngăn 10 và slide ngược lại. Nha. Tiếp theo các bạn đánh nghe nhân 10, nhưng chúng ta có cái nốt ngón giữa, chúng ta hàm ngón mùa ấp vô ngay cái nốt mi giáng hay rê thăng của dây 1 ha. Yeah. Sau đó chúng ta đô nè, 13 la, son, la. Nha, lại câu cuối ha.
câu này từ đầu. Hy vọng là cái câu clip này sẽ giúp ích cho bạn trong việc học solo và những áp dụng vô một cái bài hát nào đó nha. Thì đây là cái cây đàn series gọi là rẻ nhất ha, của Amigo Guitar, rất là chỉnh chu nha các bạn. Đây, cây này các bạn có thể xem link để comment đầu tiên để xem nó. Lưng và hông là gỗ hồng đào nha các bạn. Cần là mahogany, fretboard, ebony ha. Ngựa và lược có là làm bằng xương bò ha, rồi mặt là thon, dot inlay màu trắng, nói chung là rất là chỉnh chu ha. Cây này các bạn có thể đầu tư đi mới học được, nếu có điều kiện có thể ủng hộ Amigo Guitar Shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.